chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cửa hàng tiện lợi trên sân bay. Xem là cửa hàng tiện lợi thì nó có những cái gì. Đầu tiên là mình thấy một cửa hàng bán snack nè, quầy snack có tất cả các loại snack mà trẻ em rất là yêu thích. Kế bên nữa thì chuẩn bị vào một cái tủ nước. Tủ nước thì mình thấy là bán rất là nhiều loại nước ướp lạnh. Trong đó có một cái loại mình thấy hay là cái vitamin C nè. Khi mà đi Thái Lan cũng hay thấy cái này lắm. Kế bên quầy nước thì mình thấy có một cái quầy là các loại hoa quả sấy khô, đóng hộp và đóng gói. Giá cả cũng được niêm yết rõ ràng. Kế bên cái quầy hoa quả sấy khô là quầy rượu. Thì mình chỉ nhìn thôi, không nên đụng vào, tại vì cũng sợ là đổ bể. Sau đó nữa là kế bên thì mình sẽ thấy là một cái quầy kẹo, sô-cô-la, các loại luôn. Mình thấy cũng rất là hấp dẫn nha. Thì đối với trẻ em thì lúc nào cũng thích ăn kẹo sô-cô-la, mà ở đây thì bán quá nhiều loại. Cháu mình cũng rất là thích. Sau khi mà xem cái quầy sô-cô-la thì mình thấy cái quầy trưng bày ở phía trước rất là bắt mắt, đó là bán bánh mía của Sóc Trăng, một cái loại đặc sản của tỉnh Sóc Trăng thuộc miền Nam. Nếu các bạn có dịp mà đi vào trong Sài Gòn thì cũng nhớ nên mua để thử nha. Mình đi qua tới quầy kế bên, quầy bánh mì, thì mình để xem là các loại bánh mì thì bán như nào. Giá cả niêm yết cũng rõ ràng. Và bên cạnh đó là một quầy cà phê, có các loại cà phê nước uống được trưng bày, giá cả ok. Rồi kế bên một quầy phở thì mình có thể thấy các loại phở rau bày bắt mắt nha, hình ảnh đẹp. Rồi kế bên nữa thì mình sẽ thấy một cái quầy nước, cũng là các loại nước uống. Cửa hàng tiện lợi có kẹo nữa nè. Rồi đi qua kế bên thì mình sẽ thấy được một cái cửa hàng bún bò Huế rất là đẹp, trưng bày hình ảnh rất đẹp, giá cả niêm yết rõ ràng. Tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Thôi chào các bạn.